thứ mẹ, ba mẹ, Audrey. Sao à, con thương Lucky mẹ với ba với Audrey hả? Mẹ ơi. Trời ơi thương. Nó mày cơ mà. Con thương ai nữa? Con thương Bobby. Chơi à, chơi. Nói chuyện đàng hoàng thôi. Mẹ thương chay quá à. Con thương chay à. Con thương chay quá à hả? Dạ. Không, mẹ thương chay quá à. Thương mẹ à. Con thương chay, thương mẹ hả? Thương ai nữa? Thương ai nữa? Con thương ai nữa? Thương chay à. Con thương ai nữa? Ấp Úp Bùm. Ờ, thương Úp, còn thương ai nữa? Mắm. Ừ đúng rồi, cái em bé đó bơi chứ hả? Dạ không. Con bơi giống em bé đó đi. Không, em bé em bơi. Chứ ai, không phải em bé chứ đó là ai? Tôi là cô mẹ. Em kêu là cô mẹ ơi. Hả? Ồ, cái đó là cái chị đúng rồi, giống nhìn giống như cái chị chứ không phải em bé đúng rồi. Tự nhiên cái mẹ kêu với cái chị đó bằng em bé ha con ha. Ờ đúng rồi. Giờ con sẵn sàng đi bơi chưa? Dạ búp mẹ ơi. Đúng rồi. Mẹ con có thương mẹ không? Dạ búp mẹ ơi. Chơi nãy xào quá. Đây nữa kìa. À, mẹ thấy rồi, mẹ thấy, mẹ nhìn vô video là mẹ thấy chị bơi nè, con nhìn vô video coi. Có thấy chị bơi không? Chả bơi rồi. Chay là lâu rồi chưa được đi bơi nè, phải không chay? Lâu rồi có được đi bơi không? Khu Úc tiên nó tối mà. Nói chuyện tiếng Việt coi. Tiếng Việt. Nhiều khu open the door mẹ ơi. Mẹ ơi, ai mở cửa? Hay mở cửa mẹ ơi. Mẹ đâu biết đâu, cái cô kia kìa. Mà chị có thích đi bơi không? Giờ chạy vô chị đi bơi á, bơi với cô giáo xong mà chạy ra mẹ mua ly cà phê mẹ uống nha. Nha con nha, con. Lâu quá. Hả? Mình đây nè. Ly cà phê ngoài đường nè. Đi về. Con uống cà phê không? Hả? Uống cà phê hả? Nói gì nói lại coi. Nói nè, nói mẹ ơi, con muốn qua nhà Audrey chơi. Nói rõ từng chữ cho mẹ. Mẹ ơi, con muốn Audrey chơi. Qua gì? Qua Audrey chơi. Qua nhà Audrey. Con nói qua nhà. Qua nhà Audrey chơi. Audrey chơi. Nhưng mà con biết giờ này là mấy giờ không? Dạ mẹ ơi, nhưng mà bây giờ là 7 giờ tối rồi, Audrey phải đi ngủ. Biết làm sao không? Mẹ đây mẹ nói cho con nghe nè. Nhìn thẳng. Mùa đông á, con sẽ gặp Audrey rất là ít. Tại vì hả, rất là lạnh, không có thể nào mình ra ngoài chơi được hết. Và tối á, buổi tối xuống á, rất là nhanh luôn. Chỉ cần 4-5 giờ chiều. Hả? À con mặc áo vô đi ra ngoài chơi hả? Không được, nhưng mà nó vẫn lạnh. Nên là biết làm sao không? Mùa đông á là mình ở trong nhà mình trú đông nha. Giống như con gấu vậy đó. Con có biết con gấu không? Đó là xong rồi, cái mùa hè rồi cái mình gặp nhau thường xuyên tiếp. Chứ bây giờ mùa đông ai cũng phải đi về nhà hết con. 4-5 giờ chiều á hả, là nó tối thui tối mò. Con nhìn ra đường con thấy không? Tối thui à. Mà lạnh nữa. Ừ con không thấy hả? Tại vì con đang ngồi trong nhà nên con đâu thấy ngoài đường đâu. Nhìn thẳng con. Con đang mặc áo hình con gì con nói mẹ nghe coi. Nói chuyện đàng hoàng đi trời ơi. Vô duyên ghê luôn nha. Vẫn giỡn hoài à. Kỳ ghê, không có lưng miếng này. Ôi cái lưng thơm quá. Bính chay nha. Đừng có giỡn mặt nha. Ê, con nói cho ba nghe coi, hồi chiều này con đi học bơi có vui không? À ngày mai là mình đi học gì ta? Ngày mai là mình đi học múa tiếp nha. Học múa ba lê. Con nói đi, học múa ba lê. Bây giờ con với mẹ chơi quay không? Dạ. Rồi ngồi dậy chơi quay với mẹ nè. Rồi chưa, con nói mẹ ơi tới lượt con. Mẹ ơi tới lượt con. Đúng rồi. Mà bây giờ nè, bây giờ con chơi có biết chơi quảnh tù xì không?
Có biết chơi quảnh tù xì không? Rồi nè, quảnh tù xì nè. Quảnh tù xì ra cái gì? Ra cái này. Ây, ủa con đây con lấy cái búa con đập mẹ hả? Dạ. Hồi ôi hay vậy ta rồi. Ừ, con mẹ ơi con thắng rồi. Đúng rồi, bây giờ quảnh tù xì ra cái gì? Ra cái này. Ủa, tôi ra cái bao của bánh đuôi đó hả? Hả? Bây giờ nè, coi nè, con coi nè, cái này cái kéo nè. Con làm cái kéo coi, cái kéo. Con không, đừng có cắt cái kéo. Rồi, cái kéo làm sao? Làm nó nó nó. Con làm vậy nè. Rồi, rồi cái bao nè. Con sẽ ta ra cái bao. Cái bao, rồi cái búa nè. Đó, ok. Kéo, bao, bao, búa. Chay nó không có biết chơi kéo bao búa. Ờ, con nói mẹ ơi con thắng rồi. Ờ, khi mà mình kết thúc video mình nói cô chú là thank you gì? Cảm ơn cô chú đã xem kênh gì? Cảm ơn cô chú xem. Xem kênh nào? Kênh của con tên là gì? Chay gì? Jay Sky Hoyer, đúng rồi. Mà năm nay con mấy tuổi rồi? Ủa là cái đó là số mấy? Con đếm cho mẹ coi số đó số mấy tiếng Việt á. Một. Hai. Ba tuổi phải không? Đúng rồi. Ba tuổi. Jay đếm cho mẹ coi. Mà số mấy đây? Số mấy đây? Một, hai, ba. Jay ba tuổi. Mà ba tuổi tiếng Anh là gì? Nói tiếng Việt với mẹ. Mẹ ơi con muốn chơi với mẹ. Rồi giờ con muốn chơi gì nó mẹ nghe coi. À, con muốn chơi thì sao mẹ cho chỉ mẹ chơi đi chứ mẹ đâu biết chơi đâu. Mẹ đâu có biết luật lệ đâu. Luật lệ của chơi cây hôi rình là chơi làm sao. Ủa màu yellow tiếng Việt là màu gì? Màu vàng. Màu vàng đúng rồi. Màu red tiếng Việt là gì? Đâu có, đâu có. Màu đỏ. Màu đỏ. Đúng rồi. Rồi màu blue tiếng Việt là gì? À... màu xanh. Màu xanh. Đúng rồi. Rồi màu red tiếng Việt là gì? Là gì? Màu đỏ. Cô nói đi. Màu đỏ. Màu đỏ. Màu blue tiếng Việt là gì? Màu xanh. Màu xanh. Rồi màu yellow tiếng Việt là gì? Màu xanh. No no, yellow tiếng Việt là màu gì? Màu xanh. Bậy, nghe mẹ nói đàng hoàng nha. Màu xanh tiếng Việt là màu xanh á là màu blue. Còn màu yellow tiếng Việt là gì? Màu blue tiếng Việt là màu vàng. Màu vàng. Màu red tiếng Việt là đỏ. Rồi bây giờ nói cho mẹ nghe forte nghĩa là gì? Forte. Nghĩa là gì? Music. Music, nhưng mà forte nghĩa là gì? Đó, làm rớt rồi đó. Forte nghĩa là gì? Mẹ ơi, mẹ lụm giùm con. Please. JD, look at me. Look at me, JD. Look at me. I'm looking at you. JD, you are not looking at me. JD, ngày mai mình có hẹn đi đâu nữa? JD, con nhìn mẹ coi chay. Mà ngày mai mình có hẹn đi đâu? Chay, con nhìn mẹ đàng hoàng. Hello, con yêu. Hồi nãy giờ con yêu chơi được cái gì rồi nói mẹ nghe coi. Hồi nãy mẹ đang chơi với con mà mẹ bận đi ra nói chuyện với khách hàng. Mẹ xin lỗi con nha. Con có giận mẹ không? Con có giận mẹ không? Nhìn thẳng. À, con đang coi Ladybug hả? Nhưng mà con có thấy chân ba bị gì không? Chân ba bị gì ạ? À, hồi sáng đây con có thấy mẹ bị đứt tay không? Con có tội nghiệp mẹ không? Hả? Con không muốn nhìn hả? Con sợ hả? Trời ơi có gì đâu sợ trời. Cô chú biết sao mà Ngọc bị đứt tay không cô chú? À, mẹ kể cho cô chú nghe. Tại vì hả ăn chay nó đòi ăn cái fruit snack là có nghĩa là cái kẹo dẻo á. Nó kêu Ngọc gỡ ra cho nó. Cái Ngọc lấy con dao bằng cái dao rọc á. Cái Ngọc vừa cầm cái bịch nè. Rồi Ngọc vừa rọc cái con dao qua đó. Rồi nó bị đứt tay sâu một lỗ luôn nè cô chú nè. Trời ơi chay nó thương mẹ quá trời. Thẳng con ơi, nhìn thẳng. Ngày mai là đi khám mắt đó. Ngày mai là đi cho bác sĩ khám mắt đó. Đó, xong rồi cái mẹ bị đứt tay chảy máu quá trời luôn. Xong rồi chay mặt chay buồn quá trời buồn luôn. Chay nói mẹ cẩn thận hơn nha mẹ. Mẹ đừng có đụng vô cái đó nữa nha mẹ.
Rồi nó nói là mẹ ơi mẹ đừng có nhìn vết thương của mẹ nữa. Nó nói vậy đó. Cat on the wall. Cat on the wall. Con chay on the wall. Không phải cat on the wall con, cái đó là cat noir. Can you say it? No, cat noir. Right baby. Cat noir. Chứ không phải là cat on the wall. Chay ơi sao hai con mắt của chay nó thâm quần vậy chay? Hả? Ngủ mà ngủ tối ngủ cho tới 12 giờ trưa luôn mà sao hai mắt thâm quần? Đâu có mất ngủ giờ nào. Trời ơi cái áo unicorn dễ thương không? Trời ơi mua phẹt dễ thương quá. Mua phẹt. Ôi thanh kiều mẹ ơi, trời khen áo nó đẹp nên nó cảm ơn mẹ. Mà cái gì con? Nói tiếng Việt, nói tiếng Việt. Cái chân mẹ đâu có bị gì đâu. Rồi rồi bỏ chân lên đây ha. Rồi con đi đâu? Con đi đâu? What's your name? Nói gì? Con có thương mẹ không? À con thương mẹ, con thương Lucky, con thương ba. Có thương cô chú không? Rồi sao không thương cô chú? Ờ I'm so sorry hả? Nhưng mà con có thương cô chú không? Dạ mẹ ơi đúng rồi. Trời ơi hỏi có thương cô chú mà nó nói dạ không. Rồi giờ nó sorry nữa chứ nó xin lỗi nữa. Đi đâu á chay? Tự nhiên cái đi cái giềng cái gì à? Chay cái chân ba bị gì chay? Chân ba bị hết hả? Bị đau hả? Ba chay giờ giống như là bị ấy là cô chú ơi. Ba chay bị rớt một cái gì rất là nặng lên cái chân. Mà để ngày mai coi nó như sao, nếu mà ấy là để đi chụp gì đó, chụp hình để coi nó có bị nứt bị ấy gì không, khổ ghê á. Công việc thì đằng đằng đề đề quá trời công việc luôn, tự nhiên giờ nằm im đây. Là bắt đầu là tất là trong cuộc tình này Ngọc nhận hết chua cay. Hả? Cái gì nhị hoa nghệ tây? Tự nhiên cái nhị hoa nghệ tây. Sorry sao? Ba đang đau chân đó. Hồi nãy là Ngọc có bóp dầu, bóp đồ vô chân rồi đó. Bóp dầu rồi hả? Ướp nước đá, giờ chườm nước đá cho nằm đây nè. Bởi vậy Ngọc nói lại thôi, chắc Ngọc nói thôi Ngọc, thôi chồng thôi đi nghỉ đi, ở nhà phụ Ngọc đi. Cho còn khỏi đi làm nữa. Baby, you wanna quit working? Why? So you can help me out. Yeah. Yeah, pretty soon. Pretty soon, not yet though. Maybe January. In a couple months, yeah. Yeah, so you can help me. We have lots of work to do. Yeah, even just work with the house from waking up to going to sleep, there's just a lot, too much to do. Yeah. Con đang chơi với ai á? Sao con không ăn cái hot dog của con đi chay? Chay ơi, con đang chơi cái gì á? Đó, bây giờ là cô chú chỉ coi những cái video mà ở trong nhà của chay thôi đó. Giờ ngoài đường lạnh quá lấy gì coi. Bạn bè cũng phải cắt đứt mỗi tất cả mọi mối quan hệ với bạn bè luôn. Mùa đông là bạn bè ít tay gặp nhau lắm. Rồi con nói con gì á? Bậy à? Con nó đâu phải con khủng long. Tầm bậy. Không phải, con đó là con tắc kè. No, con đó là con tắc kè. Chay, con đóng cái cửa đó lại giùm cho mẹ được không? Đóng cái cửa lại giùm cho mẹ đi con. Trời ơi, cô chú thấy không? Thấy nhờ được rồi chưa cô chú? Are you being silly? Chay, cái con gì nó cao, có cái cổ cao thiệt là cao. Con gì? Con đếm từ 1 tới 10 cho mẹ nghe. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 gì? 9
10. Rồi 10 gì nữa? 11. Rồi tới 10 gì? 10. Hai cái miệng. Con cái con này con gì? Cái con này con gì? Tiếng Việt là con gì? Con này con gì? Con mắt. Mắt đâu? Ê bây giờ chỉ cho mẹ coi mắt mũi miệng đâu. Hồi nhỏ chỉ được mắt mũi miệng, bây giờ lớn lên không biết có nhớ mắt mũi miệng ở đâu không nè. Mắt đâu? Mắt đâu? Chị đi, mắt đâu? Mắt chay đâu? Chay kỳ ghê luôn á. Mắt chay đâu? À con đang chơi với Elsa búp bê hả? Con nói chuyện với Elsa đi. Hello. Con gì á? Play hot together. Oh, ôm nhau hả con? Ha con nói đi, hai bạn ôm nhau. Hôn nhau miếng coi. Ôi trời ơi. Hôn bạn hôn mà sao cái mỏ con hôn dữ. Có mỏ nha. Hả không có mỏ hả? Không có mỏ. Ok. Có mỏ nhiều. Có mỏ không? À cái mỏ đó đó hả? Có mỏ. À mỏ đâu? Mỏ đâu? Ồ. À con chúa này không có sông môi. Có nè. Màu gì á? Màu pink. Còn cái công chúa này màu gì đây? Màu Elsa. Màu Elsa. He's got lipstick on. Công chúa này tên gì đây? Princess Rapunzel. Rapunzel. Tên này tên là Rapunzel. À có con. They got lipstick, they know. À có son môi. And got my purple best. Đúng rồi, có cái đầm màu tím. Con nói đi cái đầm màu tím. Đầm màu tím mày ơi. Đúng rồi. Rồi chay chay có cái áo màu gì? Màu. Hello. Mommy, I can't sit in the bed. À con không có chơi được trên giường hả? Giờ con xuống ha. Đàng hoàng té đau con. À con xuống đây chơi ha, ngồi xuống đây ngồi. Đi đâu ạ? À?